Đời trước tuy được nghe Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc nghe Pháp Nội Không, cho đến Pháp Vô Tính Tự Tính Không, hoặc nghe Chân Như cho đến Cảnh Giới Bất Tư Nghỉ, hoặc nghe Thánh Đế Khổ Tập Diệt Đạo, hoặc nghe Bốn Tịnh Lự, Bốn Vô Lượng, Bốn Định Vô Sắc, hoặc nghe Bốn Niệm Trụ cho đến Tám Chi Thánh Đạo, hoặc nghe Tám Giải Thoát, Tám Thắng Xứ, Chín Định Thứ Đại, Mười Biến Xứ, hoặc nghe Pháp Môn Giải Thoát Không, Vô Tướng Vô Nguyện, hoặc nghe Tịnh Quán Địa cho đến Như Lai Địa, hoặc nghe Cực Hỷ Địa cho đến Pháp Vân Địa, hoặc nghe tất cả Pháp Môn Đà La Ni, Pháp Môn Tam Ma Địa, hoặc nghe năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc nghe 10 lực Như Lai cho đến 18 Pháp Phật Bất Cộng, hoặc nghe Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, hoặc nghe 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, hoặc nghe Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc nghe tất cả hạnh đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, hoặc nghe trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay được sanh trong loài người. Tuy được nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nhưng tâm họ mê muội, do dự khiếp nhược, hoặc hiểu khác đi, khó khai ngộ được. Lại nữa, thiện hiện có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, kiếp trước tuy được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa và đã từng thưa hỏi nghĩa lý thâm sâu hoặc một ngày cho đến 10 ngày, nhưng không tinh tấn tu hành theo sự thuyết giảng, nay sanh trong loài người, được nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, nếu qua một ngày cho đến 10 ngày mà tâm vững chắc thì không gì hoại được. Nếu lìa bỏ những điều được nghe từ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì tâm sanh do dự bèm lui mất. Vì sao? Vì những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này, bởi kiếp trước được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy cũng thỉnh hỏi nghĩa lý thâm sâu nhưng không tinh tấn tu hành như sự thuyết giảng. Ngay đời này gặp bạn lành ân cần nhắc nhủ, liền ưa nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nếu không gặp bạn lành ân cần khuyên nhủ thì chẳng ưa lãnh thọ kinh này.